Rồi, xin chào các bạn, hôm nay mình đang có trên tay là chiếc Nokia G11 LED, một sản phẩm rất là mới của Nokia và hiện tại đang được mở bán tại Thế Động các bạn ha. Một chiếc máy trong phân khúc giá rẻ mà cấu hình tương đối ổn các bạn. Rồi đây là cái vỏ hộp của Nokia G11 LED các bạn ha. Hiện tại mình đang có trên tay đây là chiếc máy màu xanh các bạn. Rồi đập hộp thêm chiếc này có gì đặc biệt không các bạn ha. Rồi đây là sản phẩm chính của chúng ta. Rồi phụ kiện kèm theo chiếc G11 LED này sẽ có cái que chọc sim các bạn ha. Que chọc sim. Sách hướng dẫn. Tặng kèm được cái ốp lên trong các bạn ha. Que chọc sim rất đây rồi. Rồi đi theo đó là chúng ta ở đây chúng ta sẽ có cái tai nghe. Nokia là có tặng kèm tai nghe đúng không ạ? Một cục cáp sạc Type C. Và tất nhiên là đây là cái cục sẽ là củ sạc các bạn ha. Đây củ sạc. Rồi. Ta đi vô sản phẩm chính nha. Đây, sản phẩm chính của chúng ta, chiếc Nokia G11 LED màu xanh, rất là đẹp luôn, khá đẹp các bạn. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào cái màn hình nha. Nokia G11 LED này sẽ được trang bị màn hình TFT LCD với độ rộng là 6,51 inch và tần số quét lên đến 90Hz các bạn nha. Wow, 90Hz luôn. Rồi màn hình thì hiện tại là cái mặt kính cảm ứng đây là mặt kính cong 2.5D nha các bạn nha. 2.5D. Rồi về camera thì chúng ta sẽ có cộng hai camera phía sau với camera chính lên đến là 50 megapixel và camera phụ là 2 megapixel các bạn nha. 50 megapixel nha. Quá khủng khiếp luôn. Rồi với chiếc với cái camera sau này sẽ hỗ trợ các bạn như chụp tính năng như chụp đêm nè, có Google Lens tích hợp trên camera và chụp HDR, chụp toàn cảnh. Chụp sắc phong luôn các bạn nha. Rồi về camera phía trước thì chúng ta sẽ có camera selfie là độ phân giải là 8 megapixel với cái tính năng sẽ giúp các bạn là tính năng làm đẹp nè, quay video full HD và sắc phong luôn nha, quá tuyệt vời luôn. Rồi chiếc Nokia G11 LED này sẽ được trang bị là Android 12 trên chiếc Nokia G11 LED này và sử dụng con chip là Unisoc T6068 nha. Với tốc độ CPU là 1.6GHz các bạn ha. Và được trang bị là RAM thì sẽ có tùy chọn RAM là RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Và nó sẽ có phiên bản RAM 3GB, bộ nhớ trong 64GB các bạn ha. Về pin thì chiếc Nokia G11 LED này sẽ được trang bị viên pin là 5000mAh với cổng sạc Type-C ha. Và sạc hỗ trợ sạc 10W các bạn. Với công nghệ sạc là pin siêu tiết kiệm, với công nghệ pin là siêu tiết kiệm pin luôn. Về mặt lưng thì phía sau chúng ta sẽ có cái cảm biến vân tay ở phía sau mặt lưng máy các bạn ha. Ngoài cái cảm biến vân tay thì chúng ta sẽ có tính năng là chạm hai lần để sáng màn hình và mở khóa bằng khuôn mặt ha. Vân tay và khuôn mặt và chạm hai lần sáng màn hình tính năng và thêm một tính năng là trợ lý ảo của Google Assistant. Rồi chiếc Nokia G11 LED sẽ được trang bị là kháng nước kháng bụi với IP là 52 kháng nước nhẹ các bạn. Về thiết kế thì chúng ta sẽ có thiết kế cái khung này khung bằng kim loại các bạn nha. Khung sinh chiếc Nokia sẽ bằng kim loại và mặt lưng này sẽ bằng nhựa. Và chiếc máy này chỉ nặng là tầm khoảng 192g thôi. Nhìn khối rất là đẹp luôn. Sẽ có cái cảm biến vân tay phía sau. Và phía dưới này chúng ta sẽ có cái cổng sạc Type-C và cái mic jack cắm 3.5 để cắm tai nghe thì nằm phía trên các bạn ha. Và chúng ta sẽ có cái sim nằm bên hông. Rồi thì chiếc Nokia G11 LED này khi các bạn mua tại Thế Động với phiên bản là RAM 3 bộ nhớ trong 32GB thì giá là 3.390.000 ha.
và RAM 3 bộ nhớ trong 64GB có giá là 3.590.000. Và hiện tại là khi mà các bạn mua chiếc Nokia G11 Plus này sẽ được tặng một cái đồng hồ là BUOptiMate tại thế động nha, cho 600 sức đầu tiên. Cái đồng hồ này thì nó trị giá tầm khoảng 1.700.000 các bạn, và có hỗ trợ các bạn nghe gọi được trực tiếp trên mặt đồng hồ luôn. Wow, cái máy 3.390.000 mà tặng đồng hồ khoảng 1.790.000, nó khủng khiếp cho 600 sức đầu tiên. Các bạn lưu ý là 600 sức đầu tiên mới được tặng cái đồng hồ nha, nếu vượt quá 600 sức sẽ không được tặng nha. Để mình thử cái cam này, đã sáng rõ các bạn, 50 megapixel ha, khá ok. Rồi thì mình vừa giới thiệu cho các bạn sơ lược về chiếc Nokia G11 Plus. Các bạn có thắc mắc gì cứ để comment bên dưới nha, mình sẽ phản hồi các bạn lại sau. Bye bye.